Được không? Sắc nét không? Sâu không? Anh có cái anh có dây dao không? Dây dao à? Vâng. Em tờ dây dao em thử đánh. Có. Đánh xem không. Nói chung là như này là được. Sâu hay không thì cái thời gian thôi. Đúng không? Cái sâu thì đau đầu đó. Giáp có, thế làm xong đi rồi lấy giáp thử. Khánh ơi, tìm cái giấy giáp cho bố coi. Cái giấy giáp ở đây này, giấy giáp mịn mịn ấy, để chú đánh thử. Giấy giáp này. Ăn mòn xong rồi giấy đánh giáp. Giấy giáp mịn 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 ạ. Giấy giáp mịn. Giấy giáp mịn con ạ. Ô thôi, đây này. Xước này. Không, ý là gần gần à, thủng rồi. Sâu quá. Sâu quá. Sâu quá là do sâu kinh quá. Nghiệm đấy. Ý vâng. Cái này không được, cái này bảo mẹ về tìm cho bố cái giấy giáp mịn cơ. Cái này giấy giáp đấy khô quá. Rồi, được rồi anh tắt đi anh. Được rồi, tắt nhá. Vâng. Tắt chú tắt này ạ. À? À, tắt đằng sau đấy. Rút dây này nè. Cái này gần gần gần. Cái sâu quá. Sâu quá là do mình chưa kinh nghiệm. Chưa kinh nghiệm. Sao điều tay kinh nghiệm nó sao. Những cái chỗ nó to là nó xuống nhanh. Chỗ bé là nó xuống chậm hơn. Đấy, chỗ này nãy tớ gì này. Cái gì không đều. Đúng không? Đều. Sao ghi thật đều. Ghi đều. Mà mình phải kinh nghiệm. Chỗ to gì, chỗ gì, chỗ bé gì phải... Thế con tìm ở đây này. Cái giấy giáp mà sờ nó mịn hơn. Nó không thô như cái đấy. Sờ quá. Mẹ dâu này phải đến 5 dẹp. Mấy dèm nhỉ, này phải đến 3 dèm tầm như này là đều đẹp này. Ê. Đấy đây các cái con lưng con hổ đây. Ê. Không chú lột này ra này, lột ra này đánh nó dễ. Đây này anh này, anh có cái dung dịch tẩy sơn nhé. Không có. À, acetone á? Vâng. Có hả? Con lấy cái lọ acetone kia cho chú tẩy. Thôi. Không có, đây này. Với cái giấy lau này. Đấy, dạ. À, lên hình như này. Đúng rồi, với cái lọ acetone ở đây. Xong là ngoài đánh bóng loáng lên thì đúng rồi của nó sơn. À không, đúng rồi đánh bóng loáng xong ba sơn ăn không. Sơn xong đánh bóng loáng. Đúng rồi, sơn hắn sơn đen đi chẳng hạn. Đây. Có lau không? Không cần này. Thôi không cần anh. Đánh lên này. Hình mặt cô gái này đánh bóng lộn lên. Giáp thì nó còn đều này. Đấy, lên cô gái. Cô gái lên đẹp.
cái này chi tiết nhỏ quá. Nên nó này. Nhỏ quá là hơi nhòe. Nhòe, như cái hình của gái này đẹp. Thế là nhiều khi do mình ăn chưa quen tay, ăn chỗ đấy thì ăn mỏng thôi. Đúng rồi. Thì nó mới nét. Cái sao mình chọn là mình tránh các cái hình. À, mình do thiết kế mình muốn đẹp thì phải hợp lý thôi. Vảy bé quá chẳng hạn. Đúng rồi, vảy bé quá mình chọn những cái vảy như này là đẹp. Vảy như đấy. Đây nhiều gái này tranh. À, nhưng mà ăn khéo là vẫn lên được vảy đấy. Vảy kia nếu mà ăn khéo tay là vẫn lên. Vảy đây á? Ừ. Nhưng chẳng qua mình ăn chưa khéo, chưa quen. Chưa quen với cái tốc độ của nó. Mình phải cảm nhận được cái tốc độ nhanh chậm của nó. Ăn đến hợp lý. Đấy là mình đánh xước chứ. Mình đánh chuẩn của nó, bóng lừ lên mới nổi. Đẹp.